Thủ tướng rời Anh lên đường thăm chính thức Pháp. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Sau khi kết thúc các hoạt động của hội nghị COP26 và làm việc tại Anh, hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Pháp từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 11. Đoàn xuất phát từ Glasgow, Scotland, Vương quốc Anh sáng nay ngày 3 tháng 11 theo giờ địa phương. Thủ tướng thăm chính thức Pháp theo lời mời của Thủ tướng Pháp Jean Castex. Đây là chuyến thăm song phương chính thức đầu tiên tới một quốc gia châu Âu của Thủ tướng Phạm Minh Chính kể từ khi nhậm chức. Theo chương trình dự kiến, khoảng 13 giờ 15 giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ hạ cánh xuống sân bay Orly, Paris, Pháp. Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ diễn ra vào cuối buổi chiều. Sau đó, Thủ tướng Việt Nam hội đàm với Thủ tướng Pháp Jean Castex và cùng chứng kiến lễ ký các văn bản hợp tác. Theo đại sứ Pháp Nicolas Guarneri, chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam sẽ được Pháp đón tiếp với nghi thức trọng thể. Thủ tướng Việt Nam sẽ gặp Tổng thống, Thủ tướng và Chủ tịch Hạ viện Pháp. Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có buổi gặp đại diện các doanh nghiệp Pháp. Các thành viên trong đoàn cũng có những chương trình riêng để tiếp xúc với các đối tác phía Pháp. Việt Nam và Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao cấp đại sứ từ ngày 12 tháng 4 năm 1973, ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược từ tháng 9 năm 2013. Pháp hiện là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ 5 của Việt Nam. Kim ngạch thương mại năm 2020 đạt 4,81 tỷ đô la Mỹ, giảm 10% so với 5,3 tỷ đô la Mỹ năm 2019. Tính đến tháng 7 năm nay, Pháp đứng thứ 3 trong số các nước châu Âu và đứng thứ 16 trong tổng số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 605 dự án. Tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 3,6 tỷ đô la Mỹ. Các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư sang Pháp 9 dự án với tổng vốn đầu tư là 3,04 triệu đô la Mỹ. We'll be right back.